cuộc đời thật chẳng đoán trước chữ ngờ, bị chồng phản bội lúc sắp cưới, bị bà xã lừa tiền cưới bỏ đi, hay biết bao tình huống éo le khác vẫn xảy ra bao quanh ta. Mới đây, một cô bé lên mạng kêu than chuyện ai oán của bản thân vừa mới xảy ra. Có lẽ là câu chuyện ai oán của cô ấy thật, nhưng đọc chấm dứt dân tình lại thi nhau thả ha ha. Cô kể, em mới cưới mỗi cá nhân ha. 25 nồi bánh chưng em hình dung bao nhiêu về ăn gỏi, nhưng ai ngờ sự thật nó lại bom tấn vậy. Tất cả là do cái thằng chồng không dân nào tả nổi của em, để ngày du quy, em biến thành trò cười cho thiên hạ. Bọn em là kẻ cùng làng, các bước yêu nhau nói chung ai ai cũng ủng hộ. Chồng em cần cù thật nhưng đôi khi lại hay cả nể mà có cái tính sống chết gì bạn bè. Bao nhiêu lần bị bạn nó đểu cho nhưng vẫn chưa biết đường. Bài đăng của cô dâu trẻ. Nhà thì cách nhau có mỗi cái mương, bảo xa xôi bị xe cộ gì cho cam thế mà không hiểu sao ngày nay còn trễ giờ. Anh chị em gọi cháy máy thằng chồng em không nghe. Phải quá giờ đến 40 phút mẹ chồng em mới khóc lóc gọi điện bảo con ơi thằng huyện bạc tâm rồi. Em lo bom tấn, lột cả khăn doan các thứ xách giấy đi kiếm chồng. Em với mấy anh bạn nó đi kiếm. Em tưởng say quá nó ngồi một xới gì đấy rồi tắt máy cơ. Ôi nhớ lại mà chỉ muốn bỏ quách cho chấm dứt. Em dùng dằn mãi, khách khứa còn về một nửa. Bố nó gọi điện xin lỗi nhà em bảo nó bị trúng gió nên hôn lễ chấm dứt muộn. Các chị biết như thế nào không, chả có đêm tân hôn nào hết gì em dành nguyên đêm đấy để cấu xe nó. Em thua nó luôn, không hiểu cái dòng bọn họ nhà bạn nó nghĩ cái gì mà nhờ cả người đóng chú thể ngày ăn gỏi. Bố mẹ cô dâu cũng chấp nhận. Em chán hẳn luôn, làm bố đến nơi mà cân nhắc như một thằng trẻ trâu. Đi kèm với câu chuyện là ít nhiều hình ảnh cô bé đăng lên cùng. Chưa biết tính thực hư của câu chuyện như thế nào nhưng đôi khi cuộc sống vẫn xảy ra các điều hy hữu vậy đó. Cơ bản anh chú rể kia cân nhắc rất đơn giản, việc người khác cho rằng chớ nên anh lại thấy hoàn toàn bình thường. Nhất là sự làm diễn viên bất đắc dĩ vừa tiếng giúp bạn, lại vừa tiền đút túi. Đúng là một câu chuyện ai oán đến độ cười ra nước mắt. Thiết nghĩ, trao gửi đời con gái cho một ông chồng trẻ con, ba phải lại không chín chắn như thế liệu có người bà xã nào hạnh phúc? Không thể phán xét cụ thể hay khuyên cô bé bên trên có nên bỏ chồng hay không nhưng để an ninh với anh chàng này thì cần thời gian.